À, dạ em xin kính thưa chị ạ. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2023. Em tên là Định ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 399. Kính thưa chị, hôm nay thì bên em cũng xin phép tiếp tục giới thiệu đến con chị một số các loại phong lan của khu vực rừng Kon Tum. Thì hôm nay có các loại như sau anh chị. Bên em đi nhanh trước và sẽ giới thiệu sau để con chị tiện theo dõi hơn anh chị. Đầu tiên là cái dòng kiều ca mờ ga, kiều chỗ em là kiều thân vuông. Thì cô chị thì sưu tầm theo yếu tố vùng miền thì rất là hay anh chị. Cái này là kiều vuông, tuy nhiên là không phải là kiều vuông mà chỗ em người ta gọi là kiều ca mờ ga. Cái đặc điểm của dòng này thì cái vừa hoa nó dài và hoa nó xếp dày lắm chị, nó không phải xếp dạng như lưa thưa như giống như các kiều vùng khác anh chị. Cái kiều ca mờ ga này, thứ nhất, thứ hai nữa là cái dòng này thì thời điểm hoa nó giống với kiều vuông thì cũng tầm vào rằm tháng giêng giêng đó anh chị, thì nó sẽ cái dòng này sẽ nở hoa. Thì tình trạng cây rất là tươi và mức giá thì cũng sẽ rất là hợp lý để con chị sưu tầm. Nên cái phần kiều quấn tua này, kiều tua thì hôm nay bên em sẽ giảm giá xuống rất là sâu để con chị sưu tầm. Còn lại một phần kiều dẹt anh chị, kiều dẹt hay gọi là kiều dẹp thì cũng một phần thôi. Hôm qua bên em bán còn lại thì hôm nay bên em cũng sẽ giảm giá. Tiếp theo là các cái phần lan trúc trúc lan, cái dòng này thì hoa nó to lắm chị và hoa đẹp và nó thơm nữa. Tuy nhiên cái đặc điểm cái dòng này thì nó nhanh tàn anh chị, tầm cỡ 1 ngày đến hai từ 1 đến 3 ngày nó sẽ tàn hoa. Tuy nhiên bù lại thì nó giờ trong. Thứ nhất, thứ hai nữa là hoa nó có thể 1 năm nó ra nhiều lần trong 1 năm. Cái trúc lan tiếp đó là cái phần thanh lý, cái hạt đỉnh hồng anh chị. Hôm qua bên em ăn 60, hôm nay bên em sẽ giảm giá xuống 50.000 thôi, có thể trồng được hai ba chậu luôn, được ba bốn chậu luôn được anh chị. Và cái combo này cũng vậy, combo này hôm qua bên em bán 100.000, hôm nay giảm xuống còn 80.000 thôi để con chị sưu tập. Thì con chị liên hệ đặt hàng có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể là nhắn tin hoặc gọi qua Zalo số tôi vừa đọc. Thì các cái mức giá thì chưa bao gồm cái phí ship. Con chị cứ cộng thêm cái phí ship 30.000 vô cái đơn hàng thì nó sẽ ra cái giá trị tổng của chị. Bên em xin đi vào cái giới thiệu các cái phần kiều cam mà ra. Là kiều chỗ em thì kiều thân nó vuông thế này anh chị, hình thức thì thân vuông thế này, tuy nhiên là không phải kiều vuông. Thì phần số 1 bên em bán 50.000 thôi, nếu quan chị sưu tâm này 50.000 thì cũng có thể trồng được rất là nhiều. Cái này thì thích hợp của chị mua về ghép gỗ ghép lũa thì nó sẽ phù hợp hơn ghép chậu anh chị, bởi vì thân nó ngắn, nó ngắn thì ghép chậu nó sẽ không đẹp. Phần số 1 50.000 hàng ngắn anh chị. Phần số 2 thì với giá 70.000, phần này thì cũng có thể ghép chậu được này, 70.000 thôi. Đó. Đây anh chị. 70.000. Kiều ca mờ ga phần số 2. Tiếp đến kiều ca mờ ga phần số 3. Số 3 thì 80.000. Những phần này thì ghép chậu đẹp này. Đây, phần này bên em bán cái giá 80.000 anh chị, kích cỡ này. Số 2 80.000, số phần số 3. Số 3 là 100.000. Số 3 anh chị, 100.000. Đây, phần số 3 này. Ủy 100.000. Phần số xin lỗi, số 400.000. Phần số 5. Kiều ca mờ ga phần số 5. Phần này bên em bán với giá 80.000 thôi. Phần này 80.000 anh chị. Cũng 5 số gì đó, với giá 80.000. Phần số 5. Phần số 6 này. Phần 6 thì với giá là 130.000. Phần 6 130.000 anh chị. Gồm có 1, 2 này, 3, 4 dây. 4 dây thân nó mập mập hơn anh chị. 130.000 phần số 6. Kiều ca mờ ga phần số 7 này. Số 7 thì bên em bán với giá là 110.000 thôi. Rất là nhiều thế này, 110.000. 110.000 phần số 7. Kiều ga mờ ga phần số 8 này. 2 dây này. Bên em bán với giá 100.000 thôi anh chị. 2 dây thân. Thực ra một giờ này thì nói chung là một giờ này thì có chị mua về trồng nó rất khỏe đấy chị. Một giờ này, hai giờ này anh chị, 100.000 phần số 8. Kiều ga mờ ga phần số 9 130.000. Phần này cũng khá nhiều, phần này thì bên em bán đi bán lại hai ba lần rồi anh chị. Hôm nay bên em sẽ giảm giá xuống giá thấp nhất 130.000. Nhưng mà bán được bên em cũng xin phép trồng anh chị. Cái này thì chắc hơn 1 ký, tầm 1 ký rưỡi gì đó anh chị, 130.000. Phần số 9,
và số 10. Số 10 thì với giá là 120.000 anh chị. Số 10 120.000. Còn có 4 về. 4 về 120.000. Cái có hàng kiểu cánh tua. Kiểu tua thì hoa màu vàng, cái cánh là tua. Cái trong này thì nó sẽ khác với cái môi tua anh chị. Cái này bà đem bán đang bán cái hàng cánh tua, còn cái môi tua nó khác nữa. Thì phần số 1 đây. Bên em bán 30.000 anh chị. Phần số 2 này 50.000. Phần số 2 50.000. À, phần số 2 này. Bên phần số 3 là 70.000. Phần số 3 này, kiểu cánh tua 70.000. Cái một phần kiểu dạc này, kiểu dạc thì cái trong này nó giá nó khá là đắt các anh chị. À, thì phần này hôm qua bên em bán 100.000, hôm nay sẽ giảm giá khoảng 90.000 thôi. À, gồm có 1 dê này. Dê số 2 đây anh chị. 2 dê này là 90.000. À, kiều dẹt. Tiếp các phần trúc lan. Trúc lan thì như lúc này bên em cũng chia sẻ với anh chị là cái dòng này thì hoa to, đẹp. Tuy nhiên thì nó nhanh tàn. Tuy nhiên là nó thơm của chị. Dòng này rất là thơm. Và cái này thì nó nở nhiều lần trong một năm. Thì cái dòng này cái đặc điểm là vận chuyển đi xa thì lá nó sẽ vàng tí chị. Thì con chị cũng hết sức thông cảm. Tuy nhiên thì con chị cũng được yên tâm. Thì cái dòng này vẫn nếu còn thân còn rỡ thì nó lên mạnh lắm chị. Nó giống như cái măng vậy anh chị. Mỗi phần này bà này bán 50.000 này. Trúc lan số 1. Trúc lan phần số 2 này. Cũng giá 50.000 anh chị. À, phần số 3 cũng giá 50.000 luôn. Trúc lan phần số 4 cũng phần này 60.000. Phần này thì nó nhiều giờ to hơn. À, phần số 4 là 60.000. Thì cái phần địa lan hạt đỉnh hồng thì phần này phần thanh lý. Này thì thân nó hơi khô tí anh chị. Đây. Phần này bên em bán 50.000 thôi. Tính ra rất là nhiều luôn. Thế mà cái có combo. Combo thì hôm qua bên em cũng có bán đó anh chị. Với giá 100.000 thì hôm nay bên em sẽ giảm giá xuống còn 80.000 thôi. Cũng đây cũng có cái hạt đỉnh hồng anh chị này. Thanh đạm đây. Thanh đạm này là thanh đạm trung. Tuy nhiên cái hoa chỗ em thì nó màu hồng hồng thế này khá là đẹp luôn. À, cũng được một số đó chị. Cái này màu chim Ephraim này. À, thanh đạm trung đây anh chị. Thanh đạm trung. À, cái đầu hâm này. À, thanh đạm trung anh chị này. À, cái này là lên cỏ. À, nên có lọng rồi đó anh chị. Đây, lọng. Thì nói chung nhiều lắm anh chị. Bên em bán giá 80.000 thôi. À, phí ship là cái đơn này chắc 35.000 phí ship anh chị. Bởi vì nó rất là nhiều luôn. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có một số các cái loại phong lan của khu vực rừng Con Tum. Thì cũng xin giới thiệu đến cô chị. Cũng rất mong cô chị quan tâm ủng hộ. Bên em cảm ơn rất nhiều ạ.